Thôi lấm 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 lấm, hay quá hay quá hay quá. Vậy không đóng nổi. Ghê ghê, hay thiệt hay thiệt. Chưa tụ mồi xong nữa. Đó đó, ăn mọi người. Đó đó. Rồi rồi. Rồi rồi, thôi 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 thôi. Căng mọi người, căng nha. Nè, rút nè, rút nè. Đó, xuống rồi mọi người. Đó. Dính này, dính này. Tao nó nhớ tay. Dạ, 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 bẻ, dạ, dạ, dạ. Xin chào mọi người. À, ngày hôm nay Khoa sẽ đi theo một cần thủ mới nha mọi người. Đó. Thì ngày hôm nay thì Khoa với Y Câu Khoa chỉ đi theo để xem bạn ấy câu thôi. Và hôm nay thì mấy anh em mình sẽ câu ở dàn bè An Khánh của Phú Túc, của Châu Thành Bến Tre. An Khánh của Châu Thành Bến Tre nha mọi người. Đó, và Khoa đang ngồi trên một chiếc xuồng. Đây. Mình sẽ lấy chiếc xuồng này mình chèo cặp dài dài những cái bè đó để mình câu. Đó. Và hôm nay thì mình sẽ câu với cái mồi cháo thôi, cháo kiên lửa của mình. Và đây mọi người, đây cần thủ mới của chúng ta. Đó, nãy là sách đồ nghề xuống. Câu gì bánh mì hết ghê không, phá tên mì luôn. Những ba cái cần nha mọi người. Đó, một cái thao mồi với một đống bánh mì luôn. Thao mồi đây. Đó. Bây giờ cần thủ của chúng ta sẽ treo xuồng để đến chỗ câu. Đây coi bạn ấy sẽ dắt anh em mình đến cái chỗ câu nào nha. Và có dính cá mắm gì không? Treo xuồng chuyên nghiệp ghê không? Cái này nước chảy yếu ha. Nước chảy yếu. Lại mới hết ương á. Nước này chắc câu thua quá à. Không chảy luôn á ông ơi, chứ ương gì, chứ yếu gì. Chảy thì đậm. Hồ bên sông bến có cái bè nữa kìa. Bè đó có câu chưa? Chưa. Bè đó dám chừng thơm á nha. Con cái hả? Ừ. Xa xa có con cái thì cay lắm. Giờ mình tồn cháo hay là mình nhúng? Nhúng bánh mì. Nhúng không hả? À? Không trộn thử bánh luôn. Trộn luôn chứ, có trộn luôn. À, vừa trộn vừa nhúng ha. Rồi cho giữ, cho giữ. Cho giữ. À, mau 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 mau. À, mau 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 mau. Đó, giờ thấy hăng ghê mọi người. À, hăng máu ghê không? Thấy thơm rồi nha, yêu mày nha. Bè dưới đây có làm dịch vụ không? Dạ. Bè này có làm dịch vụ không? Bè này của công ty. Công ty à? Này câu gạt nào? Gạt này có không? Có, gạt này cũng có. Đó, tới rồi nè. Rồi cột sao? Cột ngang hay sao? Mình sẽ hỗ trợ nha mọi người. Rồi, thì anh em mình cũng đã tới nơi. À, và bây giờ đợi xem bạn ấy sẽ câu như thế nào nha mọi người. Đó. Ra cờ, bắt đầu ra cần nè. Cần màu ghê không? Cái héo dài vậy luôn hả? Giờ câu bánh mì trước hả?
Để coi bằng ấy còn sao nha. Nè, có người đang ngủ trong nhà hay vậy? Chai này pha ra hành chai luôn, thêm chai nữa. Ừ, đúng rồi, pha này cốt này mà. Nó đặc dữ lắm. Cái chai kia không cắt rồi sao nhúng được? Được. Nhét cái mì vô luôn hả? Nhúng mà cũng pha nữa hả? Pha miếng. Rồi để các bạn ấy lại nha mọi người. Mình đã quên em đi kéo các cái chai ra. Ừ, để cắt cái chai ra thì mình nhúng vô. Con đổ vô hao đi. Đổ vô hao mình nhúng cho dễ. Chừng rớt điện thoại nha. Đó. Nó hết vô hao mà. Rồi mình nhúng nó mình lắng lắc nó. Là hay chùa luôn. Đó, đây là cái cách câu đỡ tốn kém, không hao mòn. Bánh mì anh em chịu khó mua bánh mì đặc ruột nha. Rồi mình cắt vuông vuông vậy đó. Rồi mình nhúng, và mình nhúng chậm chậm thôi để cho nó thấm vô bánh mì. Chứ mình nhúng nhanh quá nó thấm không kịp. Hẻo này khoảng nửa mét nha anh em. Có cái chuông là như cột thịt mũ gì vậy? Trời đẳng kêu quá. Đẳng kêu lắm. Cái cột buổi tối, cột buổi tối kêu lắm nên đại ca ta nổi. À. Cột buổi tối là cột cái chuông nhỏ nhỏ một xíu nha mọi người. Nó kêu lớn quá người ta ngủ đường người ta la. Và nó dậy nó chụp lo mất cường sao ông nội. Ừ, ấu dữ à. Vậy thôi tộn cháo, tộn kia câu đi. Bánh mì ngắt luôn. Hiếu đồng nghề mọi người, tự bữa nay đi câu mà hiếu đồng nghề quá trời luôn rồi. Trời sức rồi. Từ từ thôi nó nhão. Nhão là không có cứu được đó nha. Chúng ta đang nấu á mọi người. Nước vô hả? Hả? Nó hơi cứng thì miếng nước vô hả? Ừ, thêm nước không thêm cháo vô. Ủa
Còn cháu bịch không? Nó cứng như chứ chút nữa nó chảy, chút nữa chừng nửa tiếng cái nó chảy ra nó mềm rồi. Cầu pha nước cho nó đỡ hao. Ai muốn cầu viên thì cũng được. Ấy ăn. Ăn. Nè nè nè. Thôi lõm hay quá. Gì không đóng nổi. Dê hay thiệt, hay thiệt. Chưa tổ mồi xong nữa. Dê cao thủ, đúng là cao thủ mọi người. Đó. Đó, lên thấy cái té ỉa nè. Ôi nhỏ. Đấy, hạ dây dùng vậy là nó ưa chảy lắm nha. Nói chung là mình hạ dây mình phải căng. Rồi xách lên luôn, cá nhỏ mà. Cháo nha mọi người. Gì? Cháo, mì nhúng cháo nha mọi người. Ê, ghê thiệt, ghê thiệt. Rồi giờ không có kéo sao cắt bánh mì nữa nè. Mình xé bánh mì mình nhúng cháo, mình thấy cháo luôn. Mình sẽ hộ pháp cột cá nha mọi người. Đây. Cháo là cháo siêu bền luôn rồi. Bóp hơi cứng. Hơi cứng ngâm lâu rồi. Cháo này nướng chảy thì mình bỏ lớp bánh mì cũng được thôi. Mà nướng chảy yếu. Rồi đánh đổ nào? Đánh đổ cá. Đổ đó luôn hả? Móc đít bè này. Nó chảy yếu gì mình câu đáy cũng hơi chua. Nhúng bánh mì nó nổi hơi hơi trên chứ im thôi. Bây giờ đang thả cái năng luôn rồi. Hồi đó câu có một lần cá chìm nó 4 ký mấy á, thả cục mồi chú thả sao nó thả hoài cục chìm nó đụng đáy, thả hoài thả quá là dây luôn, cái hồi cái nó ôm cái cục mồi nó nổi lên nó đục nó đụng ngay cái chân luôn rồi hết hồn. Mới nắm dây quay vô tới rồi căng dây cái tụng chạy. Hồi đó câu với miếng ăn đó. Rồi giờ đợi tiếp nha mọi người. Đó, đây mới vừa xuống cây cần nữa nha mọi người. Giờ anh em mình sẽ lỗi lô khác nha mọi người. Cái tình hình đó là mới vô câu có chút xíu mà chú đang ngủ trưa, cho nên là anh em mình sẽ đổi chỗ khác, không có làm phiền chú đang nghỉ trưa nha. Bây giờ đang câu giờ trưa. Thầy mọi người, thì bây giờ anh em mình đã đổi qua cái lỗ mới đó, và cần thủ của chúng ta cũng đã vừa xuống cây cần. Cám đứng như đây nó ăn nó rút đã lắm. Này vẫn ăn mấy gút mới đẹp nè. Chiếc cây nữa. Rồi cứng quá.
quá cứng. Thôi. Dính không, quay giờ mới bắt, thấy luôn cái gì rồi? Có. Thấy hả? Ôi. Trời đất. Tức lưỡi. Trời ơi, tóm héo kỳ không nội. Kỳ ta. Trời ơi, ông tóm héo thì chết tôi luôn. Trời đất ơi. Má ơi, cá ăn vậy thôi. Chạy. Có tay. Đầu thua. À, giờ anh em mình dời chỗ nha mọi người. Đó, mình đánh cái chỗ kế bên nữa. Nước chảy yếu quá, không có che mạnh chứ. Nó hết đường. Lâm nước mới hết đường. Đại ra vậy thì nấu cả. Dinh. Chứ chết mẹ bỏ nấu rồi. Nước này mạnh quá, động bỏ rồi. Hello. Hết mồi luôn. Hết rồi. Hết mồi nha mọi người. Các mọi người các nha. Rút nè.
Đó, xuống rồi mọi người. Đó. Dính này, dính này. Đó, nó giữa tay. Dạ, 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 bẻ, dạ, dạ, dạ. Ui, rầu dính luôn. Ôi, đụng hả? Quấn heo ba vòng dưới rồi. Ôi, dập bẻ, ngọt luôn á. Chết luôn. Rồi luôn. Ôi, căng cái bên đây nữa. Còn không, còn em cầm cường lên mấy cái tay em bóp vô cùng dây á. À. Em quay quay cái dòng máy xích lên miếng, quay cái dòng máy lên. Không, 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 em quay cái cò kìa, cái cò ở đó đó, cho cùng dây anh làm sát cây cần á. Rồi, lấy tay bóp, ừ, đó. Đó, em cảm nhận được hay nó chính xác rồi. Rồi buông ra, buông ra quay. Còn không? Rồi thấy ông nội, đừng có hạ cường xuống quá. Trời ơi. Em hạ cường xuống quá, thấy. Chết luôn. Vô cái nó giật liền luôn tay. Ừ. Ý giời, đóng cùng mồi cùng nguyên luôn. Dạ, em thấy nha. Anh này xù quá mọi người ơi. Làm như là mới nay đi không có rửa hán vậy. Sảy không. Không à, cá năng ghiền quá xin em cho đóng cái sảy cá của nhỏ luôn. Quá trời xui mọi người. Đó đó đó. Chắc dướng nữa rồi quá. Kìa. Ôi sảy luôn. Chưa xong. Sao lắm. Sảy mọi người, sảy nữa này, này sảy không? Qua cầu sảy không? Rồi làm lại. À, thôi bây giờ thì anh em mình về mọi người ơi. Nước nó hết chảy đứng luôn rồi, bữa nay nước nó gì kỳ quá. Mới vừa câu có chút xíu giờ đứng nghiêm rồi nè. Thì cái kết quả đây. Kết quả có một con một à. Mồi còn nhóc luôn. Còn chưa hết mồi nữa. Được có một con nha mọi người. Bữa nay hết thu. Sảy không? Nếu bữa nay không sảy là chắc cũng bộn cũng 4-5 con à. Câu sảy nhiều hơn dính mà. Rồi giờ hai anh em mình về. À, chào và hẹn gặp lại mọi người trong chuyến đi khác. Chuyến đi này thua. Đây là ở An Khánh nha mọi người. Làng bè An Khánh, Phú Túc, Châu Thành, Bến Tre.